Hello, xin chào cả nhà. Rất vui được gặp lại cả nhà tại kênh Hana Nguyễn Cuộc Sống Tại Đó Ship mọi người ơi. Ngày hôm nay là lâu lắm rồi mọi người không có thấy là cái video clip mà Hana inbox đồ của mình đúng không? Tại có mua gì đâu inbox. Bữa nay là Black Friday ở bên Ship nè. Sẵn tiện mình mua quà về Việt Nam, mình mua dầu thơm. Tại vì ở Việt Nam cái gì cũng, bây giờ cái gì cũng có hết rồi. Mà quần áo ở bên Ship hả, nó rất là xấu luôn. Rồi nói chung là ở bên Ship cái gì nó cũng không bằng Việt Nam mà hết. Nhưng mà có một cái là dầu thơm á, thì mình mua mấy cái hãng giống như là Estee Lauder rồi Dolce Gabbana đồ này kia, thì những cái hãng nổi tiếng rồi, đang Black Friday nó giảm 20, 30, 40% luôn, nên là mua về làm quà cho Việt Nam. Nên là đợt này á, là mình tặng quà cho mọi người ở Việt Nam là mình toàn tặng dầu thơm không thôi, tặng quà cho gia đình á là dầu thơm. Bây giờ mình sẽ mở từng cái bọc nha. Đây là cái bọc mỹ phẩm mình sẽ tặng cho mấy chị ở nhà. Mỹ phẩm thì mỹ phẩm này là của L'Oreal gì nè, thì trong một cái túi như này á là nó sẽ có dưỡng mắt nè, rồi tẩy trang nè, rồi serum nè, rồi kem kem đêm kem ngày, hai họ hai hũ trong này, kem đêm kem ngày. Bỏ vô chị sơ cho mọi người thấy là trong một cái túi như này. Gặp thêm là Giáng sinh với lại lễ phục sinh tới nữa mọi người, nên là nó giảm giá nhiều đó. Black Friday thì sáng nay á, mình đi trong trong kia đó cũng đông người lắm, nhưng mà không có đem camera theo quay, nên là mình sẽ unbox cho mọi người xem ở nhà. Đây là mình mua cho mấy chị ở nhà. Wood dishware chưa, dầu thơm á, này kem chống nắng, kem nắng cho chị mình, dầu thơm giảm giá nè. Một cái lọ như này có 20 euro thôi, là tính là 500 ngàn, rẻ không? Dishware mọi người. Còn này là Burberry. Burberry này giờ không thấy giá đâu hết trơn, tại vì bữa mình khui ra mình thử rồi. Đây là cũng là Burberry luôn. Burberry này for her đó. Còn đây là cái Viva La Juicy. Cái này thơm lắm nha. Viva La Juicy này thơm lắm. Mình khui thử một chai rồi. Mà một chai như thế này là 40 ơ, tính ra là 1 triệu á mọi người. Là nó giảm giá rồi á. Đây. Này thấy ở Việt Nam mọi người cũng hay xài cái mùi của Viva La Juicy này. Tính ra là đã giảm giá xong rồi là còn 1 triệu á. Nếu mà chưa giảm giá thì như cũng triệu mấy, 2 triệu á. Cái này mình mua tới 4 5 chai lận. À 6 chai. 6 chai. Đây. Đợt này á hả, mua quà về Việt Nam, mua nước hoa về Việt Nam tặng á hả là hơn 30 30 triệu. Hơn 30 triệu. Cái này là Estée Lauder, này là kem, một bộ kem. Cũng là một bộ kem, nhưng bộ kem này nó gồm có là ban đêm, serum, rồi kem mắt, rồi kem ngày. Một bộ bộ Estée Lauder này là 137. Cái này giảm nhiêu ta? Giảm rồi còn 137 hả? Là cái này giảm 20% nè. Ừ. Giảm rồi còn 137 Estée Lauder. Đó. Cái này là Dolce Gabbana dầu thơm. Cái này là 106 euro, là tính ra là 100, là 2 triệu, bây giờ là 2 triệu 6 mấy á. Này 2 triệu 7 đây. Dolce Gabbana. Dolce Gabbana này thì nó sẽ có một cái chai Dolce nhỏ như này trong này để mình bỏ trong cái túi đi du lịch đó. Đấy, xíu gì tương chưa? Kêu chưa? Kêu chưa? Chai này có bao nhiêu ml ta? Chai này như 30 ml. À 50 ml, chai này 50 ml. Cộng với chai này nhỏ xíu xíu. Chai này 5 ml. Đây là 55 ml. Mà cái kiểu đẹp ha. Đẹp ghê. Đô chè gà bát nè. Này đã giảm, đô chè này đợt này giảm tới 30% luôn mọi người. Một cái set này mình đem về mình tặng quà, kiểu nhìn sang sang ha, mà thêm Việt Nam mình lại thích màu đỏ nữa, mà Tết mà tặng màu đỏ nữa thì đẹp, là đẹp luôn á. Nên là mua này về tặng là hợp lý. Tự nhiên cái đợt này mình về đúng cái đợt
Đúng cái đợt ở đây nó Black Friday nên là mua quá trời đồ, tính ra là mấy chục chai. Armani nè mọi người, Armani My Way này là cái mùi mà đang là the best of the best luôn. The best of the best Armani. Giorgio Armani đó mọi người, vẫn có cái chai nhỏ này. Nó sẽ có một cái loại là bán không như thế này thôi, nhưng mà nãy mình đi vòng vòng cái mình thấy à, nó cùng giá với nhau mà nó thêm cái chai nhỏ này nữa. Nên là mua về tặng Armani. Cái mùi này là cái mùi mà em sức anh yêu nè. Bữa giờ thấy mấy chị TikToker Việt Nam review dữ lắm. Tiếp còn nhiều lắm mọi người ơi. Đây là Essence Lauder, là YSL, là yếu sinh lý á. Yếu sinh lý này đợt này giảm tới hình như cái này là giảm gần 40%, 40%. Ừ. Thằng yếu sinh lý nè, tại nó yếu sinh lý nên nó được giảm 40%. Giò này cũng giảm 40% luôn nè mọi người. Armani luôn, cùng hãng với Armani mà này là giò. Còn này là My Way. Đó, còn cái Cool Water này nó còn rẻ nữa. Cool Water này cũng là 40% luôn. Nhưng giảm 40% tính ra mà giảm xong rồi một cái chai này hình như anh em mua có 50 500 ngàn. Tính ra thì à đây là thằng Versace. Versace này á, cái chai bình thường nó sẽ là 110 mấy đồng. Nhưng mà đợt này nó giảm 30% của Versace. Đó. Còn chai này là chai Dior. Hết rồi. Còn một túi nữa mọi người ơi. Còn ba chai nữa. Còn đây là thằng Burberry Plus. Đó. Trời, cái này chắc sách về, không biết đi qua thải quan nó nói là mình đi buôn đi buôn nước hoa. Còn cái này là, ủa, cái này là cũng là kem dưỡng luôn không? Còn cái này cũng là kem dưỡng luôn. Đây, kem dưỡng này là của Lancôme. Lancôme là thằng của ban đêm với ban ngày luôn nè. Cái này là Night Cream nè. Còn cái này là Control Cream. À, cái này nó có cái chống nắng là 15% nữa nè. Kem ngày nó có cái thành phần chống nắng ở trong này 15%. Hai cái thằng này là bao nhiêu tiền xé ra rồi hả? 131 euro một cho một lọ. 131 euro cho ban ngày và 141 euro cho ban đêm. Ồ, đây. Mọi người ơi, nên là đợt này á, là cái chuyến về Việt Nam của Hana nè mọi người. Đây cho mọi người xem. Chuyến về Việt Nam là mình sẽ mua bao nhiêu đây là quà. Đó. Dầu thơm và kem, kem, kem mỹ phẩm. Tại vì ở Việt Nam mình bây giờ á hả? Ở Việt Nam mình bây giờ là cái gì cũng có hết trơn rồi. Nên là hả mà mua mấy cái đồ bên này giống như là ba cái xà bông sữa dưỡng thể, là thật ra thì giờ ở Việt Nam mình cái hàng xách tay của Nhật với lại của Thái Lan với lại của Hàn Quốc rồi này kia rất là nhiều, mấy cái store ở Việt Nam rất là nhiều, nên là suy nghĩ mãi luôn không biết là mỗi lần đi về Việt Nam là mua gì. Ba cái sô cô la bánh kẹo rồi bây giờ ở Việt Nam mình cũng bán hàng xách tay nhiều lắm luôn, mà thường mấy cái đó thì nó sẽ về Mỹ, Canada, Anh, Đức rồi này kia thì ngon, chứ bên ship thật sự bên ship mà mọi người mấy khách hàng mà thường qua đây hỏi Hana là ê nói nghe này Hana giờ đi qua mua đặc sản ở ship sách về Việt Nam tặng là mua gì, thì chỉ có mỗi cái là dầu ô liu, trái ô liu đó chứ không có gì hết, với lại rượu Commandaria của ship mà rượu mà 800 năm á, 8.000 năm gì của ship, 800 năm của ship á. Thôi, còn ngoài ra là không có gì. Nên là sẵn tiện Black Friday thì Hana mua mấy cái dầu thơm mà của mấy cái hãng nổi tiếng này nè. Thì bây giờ ở Việt Nam mọi người mua cũng mấy triệu một chai á. Ví dụ như một cái chai này ở Việt Nam mọi người cũng mua là khoảng tầm 2 triệu mấy, 3 triệu một chai. Bây giờ mình giảm giá thì nó còn có 1 triệu mấy thôi, mình mua về mình làm quà đó. Quá trời. Đây à, cảm ơn. À, còn ví dụ như mà cái mấy anh chị khách hàng mà qua bên ship mà đi khảo sát á, thì mấy anh chị có thể mua xong sau đó thì mấy anh chị sẽ hỏi, tại những cái bill mà trên 50 euro á, thì mấy anh chị sẽ hỏi về cái tax refund là cái hoàn thuế. Thì khi mình ra sân bay á, trong cái miếng tax refund đó nó sẽ có cái mình ghi cái hộ chiếu của mình, tên của mình vô, khi mình ra sân bay á, thì mình sẽ đóng cái mộc vô, thì từ cái lúc mà mình vô á, là mình sẽ có một cái chỗ mình hỏi người ta một cái chỗ mà đóng cái stamp của tax refund á, cái mình đi vô trong ngay chỗ phòng ngồi chờ mà mình lên cái boarding á, thì mình sẽ tới đó mình đưa hộ chiếu của mình với lại cái miếng giấy đó thì người ta sẽ trả lại là 14% VAT cho mình.
đó, trả lại nó hoàn thuế lại cho mình đó. Nên là anh chị mà qua khảo sát á, thì anh chị sẽ xin lại được cái hoàn thuế đó. Với những cái bill mà mình mua mà trên 50 euro á, thì mình sẽ xin lại được hoàn thuế. Còn ví dụ như Hana là cái thường trú nhân bên này luôn rồi, hoặc là những anh chị nào mà có thường trú nhân bên này luôn rồi, là mình là công dân ở bên này rồi, thì mình sẽ không được cái hoàn thuế đó. Hoàn thuế đó chỉ dành cho khách du lịch chứ, hoặc là đi công tác thôi đó, chứ không có cho thường trú nha. Rồi bây giờ thì Hana dọn dẹp cái đóng vali. Thì ngày 29 tháng 12 năm 2023 là tháng sau á mọi người, thì Hana sẽ có mặt tại Sài Gòn và Hana sẽ tư vấn trực tiếp. Tại vì đợt này về thì vừa ăn Tết ở Việt Nam, sau 9 cái Tết mình chưa được ăn ở Việt Nam rồi, thì đợt này về là mình sẽ ở tới Tết ta luôn, từ Tết Tây tới Tết ta luôn. Mình sẽ ăn Tết ở Việt, Tết ta ở Việt Nam năm nay nè. Rồi cùng lúc đó là mình sẽ tư vấn. Tại vì bây giờ trước khi về lúc nào Hana cũng sẽ thông báo, và có nhiều anh chị cũng đang tư vấn á, mà cũng chưa có biết là chắc là mình sẽ qua ship hay không á, thì Hana sẽ về để gặp anh chị trực tiếp và mình nói chuyện hơn, chia sẻ về cuộc sống ở bên ship, chia sẻ về cái trải nghiệm của Hana đồ này kia. Thì Hana sẽ chia sẻ với anh chị để mà anh chị có cái nhìn thực tế ở bên ship như thế nào, rồi quyết định thử coi là mình có phù hợp với bên ship hay không, rồi lúc đó mình mới tính tới việc mà đầu tư. Nên là thường là Hana sẽ khi mà nói chuyện với khách hàng là mình sẽ kết bạn với khách hàng trước, rồi sau đó mình sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm ở bên này rồi như thế nào, rồi sau đó thì mình mới bắt đầu là khi mà anh chị đã tính toán tài chính rồi, tính toán hết à ship nó phù hợp, thì lúc đó mình mới vô cái câu chuyện là tới đầu định cư đầu tư, và sẽ cái quy trình nó sẽ như thế nào như thế nào, thì Hana sẽ tư vấn từ 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 đó. Nên là bây giờ thì Hana xin kết thúc cái video clip ở đây. Anh chị nào mà có cái nhu cầu mà gặp tư vấn ở Việt Nam đó, thì mọi người cứ gửi thông tin về trên cái màn hình này, có cái thông tin trên màn hình này, mọi người add Zalo, thì Hana sẽ sắp xếp khi mà mình về Việt Nam thì mình sẽ gặp nhau tại Sài Gòn nha. Bây giờ thì kết thúc nha, bye bye, hẹn gặp lại mọi người, bye.